Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Như Quỳnh nối lại tình xưa với chồng cũ, Như Quỳnh được biết đến là ca sĩ nổi tiếng một thời với những ca khúc làm nên tên tuổi như Người tình mùa đông, Chuyện hoa sim, Đường xưa lối cũ. Mùa hoa bí, chuyến đi về sang bên cạnh đó cô cũng là một trong số nữ nghệ sĩ có đường tình duyên lận đận trong showbiz khi hạnh phúc hôn nhân đến muộn nhưng lại quá ngắn ngủi. Sau khi nữ ca sĩ và chồng đường ai nấy đi đã khiến nhiều khán giả tiếc nuối về mối tình này. Tuy nhiên mới đây trong một chương trình khán giả phát hiện ra Như Quỳnh xuất hiện cùng chồng cũ, điều này làm dấy lên nghi vấn cả hai đã nối lại tình xưa. Cụ thể gần đây nhất trong lễ dỗ tổ sân khấu 2019 của các nghệ sĩ hải ngoại tại Dạp Sài Gòn, điều khiến fan đặc biệt chú ý là Như Quỳnh không đi một mình, cũng không phải với anh trai nuôi thành lễ như mọi khi, cô đi cùng con gái Melody 12 tuổi và cha của Melody anh Nguyễn Thắng. Không xa lánh, tránh mặt mà họ vui vẻ bên nhau và thoải mái tạo dáng trên livestream. Dù biết là như vậy nhưng các fan vẫn xôn xao không biết họ đi bên nhau phải chăng là dấu hiệu gương vỡ lại lành. Bởi đối với các fan có lẽ anh Nguyễn Thắng vừa là cha của Melody vừa rất xứng đôi với Như Quỳnh vì sở hữu vẻ ngoài điển trai như tài tử Hàn Quốc. Nữ ca sĩ từng khiến nhiều người ghen tị bởi ngoại hình của chồng. Chồng Như Quỳnh tên là Nguyễn Thắng sở hữu vẻ ngoài điển trai như một tài tử Hàn Quốc. Cặp đôi này được đánh giá là trai tài gái sắc và là cặp đôi đẹp ở cộng đồng hải ngoại. Như Quỳnh từng tâm sự, cô và Nguyễn Thắng quen nhau khi anh không hề biết cô là ca sĩ vì anh rất ít nghe nhạc Việt Nam. Trong mắt Như Quỳnh, ông xã là một người sống giản dị và là người biết quan tâm, chăm lo cho gia đình. Như Quỳnh sinh năm 1970, là nữ ca sĩ thành công với dòng nhạc Bolero ở hai thị trường hải ngoại và trong nước. Sau một thời gian dài sinh sống và làm việc tại Mỹ, chị lại có dịp trở về hội ngộ với khán giả Việt Nam. Thời gian tới, Như Quỳnh sẽ hoạt động trong showbiz Việt nhiều hơn vì muốn đền đáp những tình cảm mà khán giả dành cho mình. Trong lần mới nhất trở về quê hương, Như Quỳnh khiến khán giả trầm trồ bởi vóc dáng thon gọn và nhan sắc tươi trẻ dù đã bước sang tuổi 52. Như Quỳnh từng có một cuộc hôn nhân với trái ngọt là con gái Melody Đông Nghi. Chuyện tình của họ kết thúc vào năm 2015, nhưng cả hai vẫn coi nhau là bạn và cư xử đặc biệt văn minh. Sau đổ vỡ hôn nhân, nữ ca sĩ cho biết chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp và tận hưởng niềm hạnh phúc thật sự của cuộc đời mình. Tuy nhiên mới đây trong một lần trả lời truyền thông, Như Quỳnh đã hạnh phúc thú nhận chị đang yêu và đang được yêu. Nữ ca sĩ cảm thấy may mắn khi gặp được một người phù hợp, luôn có năng lượng tích cực, quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Sau nhiều thăng trầm, giọng ca duyên phận chỉ mong đây sẽ là tình yêu đích thực của đời mình và sẽ trường tồn mãi mãi. Nhiều khán giả cũng tinh ý nhận ra rằng nhờ những cảm xúc trong tình yêu mà gần đây, nhan sắc của Như Quỳnh cũng trở nên rạng rỡ hơn. Những hình ảnh được chị chia sẻ trên trang cá nhân đều nhận được lời khen ngợi của bạn bè và khán giả hâm mộ. Dù từng qua một lần đò nhưng Như Quỳnh chưa từng một lần được mặc váy cưới đó vẫn là điều mà như quỳnh cũng như tất cả những người phụ nữ đều mong muốn tuy nhiên cô cho rằng có lẽ đã qua rồi thời để trông mong điều tôi quan niệm hơn là phải hạnh phúc đã nếu được mặc áo cưới thì quá hoàn hảo còn nếu không thì tôi vẫn mong cả hai phải tâm đầu ý hợp điều đó quan trọng hơn nhiều nữ ca sĩ tâm sự cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại